Chào các bạn, rất vui khi gặp lại các bạn. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi âm cuộc gọi qua Zalo hoặc là Messenger nha. Thì cách ghi âm cuộc gọi qua Zalo hoặc là Messenger thì rất là đơn giản. Đầu tiên là các bạn vào ứng dụng Sharp Play hoặc là Apple Store. Vào cửa hàng Sharp Play. Sau đó các bạn đánh chữ Cube. ACR Happy. Các bạn tải cái ứng dụng này nha. Cube ACR Happy. Bấm vào đây, cái ứng dụng này nha các bạn nha. Sau đó các bạn bấm vào chữ cài đặt. Cài đặt. Tải thành công về máy thì nó sẽ hiện lên cái ứng dụng này nha, Cube ACR này. Các bạn click vào. Sau đó các bạn sẽ bấm chữ kế tiếp. Các bạn bấm chữ cấp quyền. Các bạn bấm trong khi dùng ứng dụng. Các bạn bấm cho phép. Các bạn lại tiếp tục bấm cho phép. Lại tiếp tục bấm cho phép. Cho phép. Rồi. Sau khi mình bấm tất cả các bước là cho phép hết nha các bạn nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào phần OK. Cho phép. Cho phép. Có thể giúp bạn nhớ nơi bạn để nhận hoặc thực hiện cuộc gọi luôn, vâng. Cho phép. Trong khi dùng ứng dụng. Nói chung là các bạn cứ cho phép cái app này đồng ý hết cho mình nha. Tắt quyền hết cho cái app này, không có vấn đề gì cả. Sau đó thì sẽ hiện ra là cái phần quảng cáo này là các bạn dùng một tuần. Thì sẽ bấm vào tiếp tục. Cái trang quảng cáo này các bạn đọc xong rồi, các bạn sẽ bấm vào chữ tiếp tục. Các bạn tắt cái này đi ha, tắt cái dấu nhân này đi. Rồi. Các bạn thoát ra ngoài. Cái phần ban đầu là bấm vào cái dấu mũi tên này nha. Các bạn vào lại. Các bạn tắt cái dấu nhân này đi. Rồi, các bạn tắt cái dấu nhân này nữa. Còn trở lại vị trí ban đầu đó ha. Rồi, các bạn đọc cái trang này xong rồi các bạn bấm bỏ qua. Để mất thời gian của các bạn nên mình không có đọc. Cái này cũng không có cái gì hết á. Nếu các bạn cài đặt thì các bạn nên đọc nha, mình bỏ qua. Rồi, sau đó các bạn sẽ bấm vào ba cái dấu bên tay trái này, ba cái dấu gạch này ha. Rồi, các bạn sẽ bấm vào chữ ghi âm. Các bạn sẽ cấp quyền hết nè, các bạn cứ click vào cái dấu đỏ này cho mình ha. Đó, tự động khởi động ghi âm, tự động bắt đầu ghi âm, click vào ha. Các bạn chưa click vào thì các bạn click vào đó. OK, nhận nó rồi click vào.
Người gọi bị loại trừ, các số liên hệ sẽ không được tự động ghi âm. Là các bạn chọn những cái số nào ha, thì mình không vào cái phần này. Bỏ qua cuộc gọi qua tai nghe đó. Chọn thì bấm vào, không chọn thì thôi. Sau đó các bạn kéo xuống. Nào, các bạn để ý cái phần dịch vụ ghi nhận, các bạn bấm vào. Đây, các dịch vụ mà mình chọn ghi âm là cuộc gọi di động nè. Mình không xài cuộc gọi di động thì mình tắt đi. Miss mình không xài mình cũng tắt đi. Mình chỉ xài ghi âm qua Messenger và Zalo thì mình click vào cái dấu tích đỏ này ha, rồi bấm OK. Đó, sau đó mình trở lại. Rồi bây giờ mình muốn ghi âm cho cuộc gọi nào đó thì mình sẽ bấm vào cái dấu cái hình cái micro ở bên dưới phía tay phải này nha, các bạn click vào. Sau khi mình gọi cho cái người đó xong rồi á, mình muốn nghe lại cái cuộc gọi của mình với người đó thì mình sẽ bấm vào lại cái ứng dụng Cube ACR này nha các bạn. Các bạn bấm bỏ qua. Rồi, muốn nghe lại thì các bạn sẽ thấy cái đoạn ghi âm nó nằm ở chỗ này ha. Đó, các bạn. Nó nằm ghi âm ở chỗ này ha. Cái thời gian là nó hiện ra nè, 14:21. Đó, thời gian gọi là 1:59 nha các bạn ha. Đó, nó nằm ở trong này, các bạn muốn nghe lại thì nó nằm ở trong này nha. Hoặc là các bạn á, bấm vào ba cái dấu tích nhỏ bên tay trái này nha, mình sẽ chia sẻ. Rồi, mình chia sẻ cái đoạn ghi âm này cho ai thì mình sẽ click vào Zalo. Mình chia sẻ cái đoạn ghi âm đó cho một người bạn khác hoặc là ai đó, mình sẽ click vào bấm vào chia sẻ. Rồi thì cái người nhận á, muốn nhận thì người ta sẽ click vào đây và nghe thôi, đúng không các bạn? Đó, rất đơn giản. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn muốn ghi âm ở trên phần Messenger thì các bạn cũng làm y chang như vậy nha. Cứ vào Messenger rồi bấm gửi cho cái người nào mà cần gửi thì nó sẽ tự động lưu ở cái mục ứng dụng Cube ACR này nha. Nhưng mà lưu ý là trước khi ghi âm các bạn phải vào ứng dụng này và bật lên hết, bật phần ghi âm lên luôn thì nó mới ghi âm nha các bạn. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Mình cảm ơn các bạn luôn theo dõi mình nha. Nếu yêu thích mình nhớ bấm like và đăng ký cho mình một lúc chia sẻ. Cảm ơn, hẹn gặp lại ở những